Chào các bạn, trong chương trình chia sẻ ngày hôm nay mình muốn giới thiệu nắm tới các bạn một cái mẫu đầm dành cho nữ này. Thì đối với mẫu đầm này nó không khó, nó chỉ có là mất công các bạn xếp ly và các bạn sẽ canh cái phần lai của mình thành một vạch ngắn và một vạch dài, và sẽ có cái phần phía bên ngoài là cái phần chéo dây đai chéo giả lên trên áo ở phía trước. Sau khi mình may xong thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thiết kế mẫu này. Đầu tiên là mình sẽ dựng hình cho cái phần thân trước. Đối với cái áo này thì mình chỉ dựng hình phần thân áo trên thôi, còn ở dưới là váy thì mình sẽ dựng hình riêng. Các bạn sẽ chồng vai lên cho mình là 2,5, phần thân trước và thân sau chồng vai lên 2,5, ngang vai thì các bạn lấy cho mình là vai chia 2, hạ vai là vai chia 10 cộng 0,5. Rồi kế tiếp các bạn sẽ lấy là cổ chia 5, là vặn sau cổ vào cổ, sau cổ thì các bạn lấy 2,5. Với cái áo này thì mình sẽ có phần tra dây kéo phía sau cho nên phần ngang eo. Mình sẽ vào 1,5. Các bạn sẽ lấy cho mình đường hạ ngực phụ bằng ngực chia cho 5. Sau đó các bạn sẽ xuống 3 cm. Rồi, các bạn sẽ vẽ được cái dòng cổ, thì cổ đây mình sẽ vào 2 phân. Mình sẽ vẽ cái dòng cổ và sườn hông, sống lưng. Các bạn vào cho mình 0,3. Kế tiếp là mình sẽ vào cái phần, mình sẽ thiết kế cho nền vải không co giãn, cho nên là phần ngực của thân sau mình sẽ là ngực chia 4 cộng cho 1. Áo này mình không nhìn thấy ở phía sau cho nên mình không có biết là có bên hay không, thì mình sẽ vẽ không có bên, eo chia 4. Rồi, đó mình sẽ vẽ được cái đường sườn hông. Các bạn sẽ dựng cho mình vuông góc từ đầu vai xuống, vào cho mình là 2,5. Chia đôi cái phần này ra và các bạn sẽ đo cho mình 1/2 kích sau ha. Rồi mình sẽ có được 3 điểm mình sẽ vẽ được dùng nắp. Rồi bây giờ tới cái phần thân trước. Bạn sẽ xuống cho mình là vai chia 10 cộng 0,5. Phần cổ thì các bạn sẽ lấy là cổ chia 5 cộng cho 2. Sau đó là mình sẽ lấy là ngang vai thân sau bằng ngang vai thân trước bằng ngang vai thân sau. Ở kế tiếp là các bạn sẽ lấy cho mình cái đường ngang ngực chính của thân trước là bằng ngực chia cho 4 cộng cho 1,5. Dựng lại cái đường ngang vai. Sau đó các bạn sẽ dựng vuông góc xuống, các bạn vào cho mình là 3,5 cm. Chia làm đôi, các bạn sẽ lấy qua cho mình một cái đường ngang ngực 1/2 kích trước. Rồi mình sẽ vẽ được cái dòng nách dựa vào cái đường này. Rồi cái đường eo thì các bạn sẽ lấy là eo chia cho 4. Mình sẽ vẽ được cái đường sườn hông. Phần này sẽ là phần vải gấp đôi. Phần sau thì sẽ là 2 miếng. Thì đối với cái phần thân trước này á, thì các bạn nhìn thấy là họ có cái đường rã cúp ngực. Họ có cái đường rã cúp ngực cho nên là cái phần eo này thì mình sẽ phải cộng thêm 2 cm và mình sẽ ra thêm 2 cm để mà để có đường rã cúp ngực.
Dạ. Rã cứt ngực thì mình sẽ phải có xác định đường hà bên ngực. Hà bên ngực. Cộng cho 2. Sau đó là các bạn sẽ giống qua từ cái điểm giữa nối gạch đôi này nè. Bạn sẽ đo vào cho mình một cái khoảng cách. Khoảng cách này mình sẽ sử dụng cái viết màu tím viết lên ha. Khoảng cách này nè, nó sẽ là cách ngực chia 2, có nghĩa là bạn đo khoảng cách hai đầu ngực á, thì ngay vị trí này các bạn sẽ xác định được cái điểm đầu bên của mình. Và cái áo này thì các bạn nhìn thấy là có cái phần để cúp. Để cúp này nó sẽ nằm bắt đầu từ cái điểm nách ha. Đó, nó đi qua cái điểm đầu ngực và nó xuống dưới đây, thì mình sẽ dựng hình bằng cách như vậy. Mình sẽ xuống đây 4 xăng. Mình vẽ được cái đường đề cấp. Cái phần này thì các bạn sẽ vác vô cho mình 1,5 cm. Phần này mình sẽ vô đây để mình lát nữa mình bỏ luôn cái bên này. Đó. Các bạn sẽ cắt bỏ đi cái phần này. Ở đây phần này đó là cái phần để cúp ngực vừa được dựng hình xong. Và phần cổ áo thì mình sẽ xuống sau ngực, sau cổ là cổ chia 5, và mình sẽ vẽ được cái đường cổ trên áo. Rồi, vậy là phần thân áo trên vừa được thực hiện xong. Nhưng mà các bạn thấy cái mẫu này thì cái dòng nách là được ôm sát vào cái phía phần tay luôn, cho nên là mình sẽ điều chỉnh cái phần nách trên thân bằng cách là thứ nhất là cái đầu vai mình sẽ đi vào 1 xăng, phần nách này mình sẽ được đẩy lên 2 xăng, và phần phía trong này được đẩy lên 0,3. Mình sẽ điều chỉnh lại dòng nách bằng cái đường màu tím. Bên này cũng vậy, mình cũng đẩy lên 0,3 và lên 2 xăng. Đầu vai mình sẽ vô 1. Nè, đây là cái phần nách mình đã thực hiện xong. Bây giờ đó, nó còn một cái nữa là các bạn nhìn thấy là trên cái áo này là bắt đầu phủ từ dưới eo là có một cái miếng nơ, đúng mà miếng đắp chéo từ ở dưới phần eo lên trên sát cái phần sát nách này, thì nó sẽ có 2 miếng đắp chéo, và 2 miếng này bắt buộc là các bạn phải đo trên thân người, tại vì mỗi người ở cái khu vực này nó sẽ có cái độ dài khác nhau, cho nên là các bạn sẽ dùng cái thước các bạn đo cho mình từ cái vị trí giống như của người mẫu này. Mình sẽ lên cái phần khuỷu tay lên 8 phân, bạn đo qua lên phía trên sát mình cái phần nách là bao nhiêu xăng, và các bạn sẽ đo ngược lại cái phần dưới để mình có được cái độ dài của vị trí đáp này, để khi mình đưa lên trên cái cơ thể người mặc nó sẽ không có bị dư mà cũng không có bị thiếu. Thì bây giờ mình sẽ dựng hình cái phần đó lên trên cái phần áo, thì mình sẽ thiết kế bằng cách là từ ở dưới phần lai này mình sẽ có một cái miếng đáp chéo, và cái miếng đáp chéo này nó sẽ phủ từ bên 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 phía góc hai thân luôn, có nghĩa là mình sẽ mở phần thân ra mình sẽ được cái phần đắp chéo này. Thì các bạn nhớ lưu ý là khi mình thiết kế, giả sử như bên này mình có một cái thân rồi thì mình sẽ kéo thẳng cái phần này qua đó, kéo thẳng qua, và phần đắp chéo này nó sẽ nằm cái bảng của nó to to là 8 phân đó, mình sẽ lấy cái bảng to 8 phân này. Mình lấy chính xác thôi. Nào, thì cái bảng này 8 phân này các bạn nhớ là các bạn phải đo trên cơ thể người cho nó chính xác, và cái bảng này á, thì nó sẽ có cái xích ly nữa các bạn, cho nên là cái 8 phân là 8 phân thành phẩm của mình thôi. Ở đây các bạn thấy là nó có 2 cái miếng xích ly nữa, thì
các bạn mở ra thêm một cái xích ly như vậy là 4 xăng, thì các bạn mở ra ra thêm là được 8 xăng nữa, thì các bạn phải gấp đôi miếng này. Các bạn phải may cái đường xích ly trước, sau đó là nó mới trở về được cái bảng thành phẩm như thế này. Đó là cái phần thân trên mình mới vừa giới thiệu các bạn xong. Và bây giờ đến phần thân dưới. Phần thân dưới thì nó sẽ có một cái váy ngắn, một cái bên phía thân trước là ngắn và thân sau là dài. Thì các bạn sẽ đo cho mình cái chiều dài của phần thân trước. Mình giả sử như cái chiều dài của phần thân trước của mình là 35. Đó. Mình giả sử chiều dài của thân trước của mình là 35. Thân trước váy ha, 35. Thân sau nó sẽ là dài hơn 25 cm. 35, 25 làm 60. Đó, thì các bạn sẽ dựng cho mình một cái thân trước này thì nó sẽ có cái hình giống như hình đó, là cái từng tầng là nó sẽ có chiều dài ngắn khác nhau, thì mình sẽ dễ theo cái đoạn cong này. Rồi, đây sẽ là